tọp âm phí ní tư nâng trời lướt dọc nơi bật thòm mộc xâm đành. Đau xa thòm mà cực thật miên đo tập bay ống dương thuê bị thí bà rút tam bác sang kê dân nì. Bố rán thật có mau dọc chân chế cháu cách khăn ông kreu miên mê trà. Công an anh bạc nhà châu chế bạc khá bún lúc bì nì. Kì cầm nót chế chế bạc chế xa ra cho nè nôm ruột hói rồi biếp rồi bóp tế kre bí kre bay kre bám nâng thòm mà xa kè cha. À lấy kre bay tam bạc sân kê dân nì nâng kê dô lùm nôm bạc thòm mà sân kê dân nì kư ca co ca ớt láng nây bạc trái bay đọc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Đối với sự bất tập hình khẩu lúc này dây thả à vũ sau tên lại từ phây thứ ấy. Cảm ơn các bạn cùng nữ, nên là thương ní khó, thương trẻ khó, thương cho khó. Tòa là nà ếp 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 bàn bình chất. Hỏi bởi lúc nó biến bắt hỏi xua lấy tình ngày nè. Tôi lên miền bình nà kì thả ảo dương dương thư ấy có bàn. Còn tập biệt bình nè. Bởi hà rò hòn tàng lái lúc nơi mình nghiêm tì. Lúc rùm bằng thả bởi ống bởi nà biến tướp nâng bàn bà màn thang ngày xóa miền biệt này lãng. Hỏi châm nông rộp rồi rộp bọn cho năm từ mục tiết tới sát nà bà ống nâng tư chì giang nà. Bởi đồ chân này hào dương trâu tật kết khả nê sang kia dân nê bà môl khả nê mà sốt làng vinh. Cảm ơn bà ông cung nơi bà ông xâm đánh thoa thoa rồi bà ông nâng. Miên ấy khá lạc bầm bay mơn buôn bòn bà thoa mà khăn nâng miên ấy khá lạc sốt làng vinh ở cục cầm bòi bát. Bạn bà rụp thơ cầu bà ông bà nập biên tâu bay khai chạp đàm thơ nà lơ phân nông về phía rạc bò rà bò trong sát tập bàn nà cù hìa nô. Miên phát đạch ở chiếc tờ sở trâu nâng chì nè ô bà thom thơ bà mpel khai tư chọp chùm nông bì khổ sóng pram rồi ọng. Bà mà hà kà sạp bạ chì bà thiên lước xùm nô xua tư bà vi nây ô bà lây. Ô bà lây chlòi ô bà chlòi bà vi nây nâng cục tầng o riêng tam sì khá bò chọp. Bà phì khổ xong để cung tăng pram rồi ông sốt ở sọ khả nê lan vinh ai ai cập hiệp khả nê xong nằm mất thả dưỡng dồn chăng, sốt chăng. Hãy có bàn xua tư bà sốt tư bà hà nằm. Xua chọp hỏi sốt ai cập hiệp khả nê tiên phát thả dồn chăng. Hãy xua á phì thòm tăng ơ tư bà hà nằm tiết. Bà hà nằm chlòi rùi tư bà phì khổ để cung chùm nung xong tăng pram rồi ông sốt lan vinh ở sọ khả nê xong nằm mất dồn chì ca. Bạn nằm kia sâu to màu chẳng chọp tăng phí bê nông máu nè nhầm. Sẵn kia dân nê tì mùi tì bì tì bây tì buôn máu nâu tật vô sâu tam bẹp nâng. Đó là màu sẵn kia dân nê tì pram nâu bà tê sầy lăng cá bán kì chong krong phía sâu nâng. Áo chanh tà chìa xò, sơ xê chìa xò. Ôi sơ xê hơi nằm chanh nằm châu rò hốt Campuchia dương tật tùl bàn à xò nâng kê đáy sọc thangái dương bọ prai bọ phùm ruột sạch. Bán chì bà trai bây đó. Tiếng mở rối đọc hiện nâng anh cứ biết để sẵn kia dân nghe lực tì mùi nông á, tì kre mùi nông cà nông á. À lấy dân thơ rùm lực tờ tám, xa mai cà nông. Hơi xa mai cà nông thì khẩu xong bệnh cà sạp chi bà thiết là lấy lúc nà biên bạc hơi à thơ má, bà nà tầm nàng bà cà sạp bà đò hà xóm dân nè. Ây bà đây chì bà côn bà ô bà lấy lúc lăng khăn vì nấy lúc nà biên bạc à lấy bà đây chì bà côn bà kru khát phục cươn đây kì hào thà bà kru phnom con rây đây có ôm chân áng khăn khăn vì nấy ôi lúc đào tùa bà ô bà lấy dùm nô xanh. Ây bà đây chì bà côn bà mà hà âm xâm áp là kì hào bà kru sài hôi cung nơi vọt thành nế. Bà côn mà chà khăn khăn bà sốt khăn khăn bà bì thóm xông tăng nế ôi lúc thua bà hà nón bà đò hà xóm xanh. Bạn đã tăng nâng bà hai chị trâu chùm niên đai chồng kì nẹ chè. Cần là bà cun chì ông mà chắc bà chùm ràn. Rì ai bà phì khổ xong chùm nôm chom rùm tầng ốc. Miên chùm nôm xong chùm nôn pram rồi ông thư rò hốt bùm bà khai khăn ông xa mai ca nó. Dương tầm nàng ai phì khổ xong ông xa mà nê để cung nơi tầng ốc ông nâng anh. Rồi đó tầng lúc sốt làng vinh. Hồi sốt đôi tê tha mạch sốt chăng bà nạc lai kranh sốt mình đôi bà ra nà chá lục chọn trong tiệm sốt sân khai bạc lấy để dương hai thả án trai. Cảm ơn chúng ta là xây cái án trai nâng sốt làng vinh miên bọt vì nây bọt bà sốt bọt bà bì thòm. À lấy bà con mà chá riêng chọn rùi xa chơi khẳng nà chơi khẳng nè nè án trai. Chẳng chạm sát đạp mơ tử chọc. Cách ca nghiên ní sạch bà cháy khá nhóm gà ná nâng chạp thả đám lượt bà nhá xua môn kế tới bà ốc bà lây tâm đồng.
បបិទ្ធប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ព្រះឧបលីកម្មវិធីដ៏សមគួរនឹងលើកបញ្ហាប្ររព្ធនៅបឋមសង្គាយនីហើយសោណាតុមេផន្តេបបិទ្ធព្រះសង្ឃដ៏ចម្រើនសូមព្រះសង្ឃស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំបើកម្មមានពេលវេលាដ៏សមគួរហើយខ្ញុំព្រះអង្គនឹងលើកព្រះវិន័យសួរទៅព្រះឧបលីព្រះឧបលីនឹងឆ្លើយតបមកទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រការណាជាកសបៈឧបលីតើព្រះវិន័យឬវិន័យ3ដកវិន័យ3ដកដែលព្រះអនាវរណញ្ញាណជាស្ដេចនៃអ្នកប្រាជ្ញព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទាំងអស់នោះមានន័យថាម៉េចហើយមានប៉ុន្មានគម្ពីរប្រមាណធម្មខណ្ឌដែរទៅហើយអ្នកសូមអរតនីដោះស្រាយសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះមហាសមិទ្ធិតបតីសម្ដេចព្រះសង្ឃនៃយុគនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចគ្រប់ព្រះអង្គក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមេគុណអនុគុណព្រមទាំងព្រះគ្រូចៅអធិការព្រះគ្រូសោកស្ដាំឆ្វេងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈចម្រើនពរដល់អាចារ្យគណៈកម្មការតាជីដូនជីសីលវ័នសីលវតីឯកឧត្តមលោកជំទាវពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីរាប់អានព្រះតេព្រះកសបៈពាក្យថាវិន័យគឺសំដៅដល់ច្បាប់បន្តឬក៏ក្បួនច្បាប់សម្រាប់អបរំទូមានលកាយវិការឲ្យមានរបៀបរៀបរយល្អវិន័យនោះវិមាន21000បឋមខណ្ឌមាន5កំពីគឺអតិកម្មទុគុណបច្ចយៈអង្គការមហាវិរៈមុនចំណវិរៈអុបៃបារៈយរិយរងកណាព្រះវិន័យនោះមាន 21,000 ព្រះធម្មខណ្ឌហើយចុះបើសិនជាចែកទៅជាប្រភេទតើមានប្រមាណប្រភេទប្រមាណផ្នែកដែរប្រគុណជាអង្គម្ចាស់បើចែកជាផ្នែកឬក៏ប្រភេទមាន2គឺអាគិរិយវិន័យនិងអនាគិរិយវិន័យសូមជ្រាបកណាអគិរិយវិន័យវិន័យពួកណាអនាគិរិយវិន័យវិន័យពួកណាសូមប្រាប់អគិរិយវិន័យសំដៅដល់វិន័យពួកក្រហមអ្នកនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះដល់អនាគិរិយវិន័យសំដៅដល់វិន័យរបស់ភិក្ខុសង្ឃអ្នកបួសរស់នៅក្នុងវត្តសូមទានជ្រាបកណាអប្រគុណណាស់បើអញ្ចឹងស្ដាប់បានច្បាស់វិន័យមាន2ផ្នែកវិន័យសម្រាប់អ្នកបួសបានដល់ភិក្ខុសង្ឃអង្គសាមណេរហើយវិន័យមួយទៀតអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះបានដល់យាយបានដល់តាបានដល់អាចារ្យបានដល់ប្រសង់ជាអ្នករក្សាសិល5ចាំសិល8ប្រតិបត្តិកម្មបកជាដើមនឹងមិនចំនួនខុស5ប្រការអីហ្នឹងព្រះគុណហើយឥឡូវព្រះវិន័យយើងក៏នាំគ្នាគោរពបប្រតិបត្តិទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែក្នុងថ្ងៃនេះញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទប្ររព្ធកម្មវិធីនឹងបំសិតព្រះបើអញ្ចឹងសង្គាយនីវិន័យយើងមិនបានល្អិតល្អន់រឿងវិន័យទេបញ្ញាប់ចង់ដឹងពីរឿងសិទ្ធព្រះនឹងណាខ្ញុំកណាក៏ចង់ដែរវាធ្លាប់តែយើងទេនាំគ្នាសិទ្ធចៃឥឡូវញោមមានសិទ្ធព្រះតើពាក្យថាសិទ្ធព្រះនោះមានន័យថាម៉េចសូមនិមន្តប្រាប់សិទ្ធនឹងមានន័យថាចាក់វាខុសពីសិទ្ធចៃសិទ្ធប្រែថាចាក់ឬក៏ស្រោចសូមទៀនជ្រាបពាក្យថាសិទ្ធព្រះមានន័យថាម៉េចនៅព្រះទៀតពាក្យថាសិទ្ធព្រះមានន័យថាយកព្រះមកសិទ្ធមិនមែនអញ្ចឹងទេញញើមសិទ្ធព្រះនឹងបានន័យថាយើងចាក់ព្រះឧបមាថាយើងយកពុំព្រះណាមួយដែលជាងធ្វើហើយនឹងយើងយកលោហៈធាតុផ្សេងផ្សេងមានសណ្ណោមានស្ពាន់មានប្រាក់មានរបស់ផ្សេងផ្សេងយកមករំលាយនៅនឹងភ្លើងចាក់ក្នុងពុំនោះទៅអានឹងក៏ហៅថាចាក់ព្រះឬក៏សិទ្ធព្រះសូមទានជ្រាបខ្វះខាតប្រមាណជួយបន្ថែមកណាសិទ្ធនឹងអបបោសក៏សិទ្ធអង្អែលក៏សិទ្ធដូចគេធ្វើផ្លូវមិនទាន់អលងគេបបោសឲ្យអលងគេហៅសិទ្ធហើយដល់យើងឲ្យសក់មានរបៀបក៏យើងសិទ្ធហើយដល់ពេលញោមញាតចាក់ទឹកចេញពីក្អមក៏សិទ្ធហើយដល់សិទ្ធក្នុងទីនេះចាក់ពុំឬក៏លើកតម្កើងតម្លើងព្រះអង្គដែលមកពីភាសាបាលីថាសច្ចៈសច្ចៈនឹងហើយដែលគេប្រែថាប្រោះព្រំលើកតម្កើងតម្លើងយុសកបានជាអភិសេកព្រះវាមកពីអភិបពបតសេចក្ដិធៀបនឹងដែរអភិបពបតសេចក្ដិធៀបនុបច្ច័យប្រោះព្រំស្រោចស្រពលើកតម្កើងកម្លាំងយុសកហើយដល់ឡើយចឹងនេះស្ដៀងអភិសេកដែរគឺបង្កើតឡើងបង្កឡើងឲ្យកើតជារូបព្រះដែលយើងហៅថាសត្វព្រះហ
hãy đó là sạch tới chánh chỉ rút bè bà con chỉ ông mà chắc rút bè rút bè bút miền bà màn bài xong ni môn pháp miền bì bài cứ bài bà tiết là bài bạc bì mà bài bạc bì tu xong tay đó là rút bài kì tu cứ rút cầm nấu đại cung tam cả tạp tạp bọt bọt đầy lần đó là rút bà tiết bạc bì mà bài bì bài tiết cứ bạc bì mà xong tay cầm rút lạc bì mò đây rư cầm bì mò bì nè bì chỉ chặt chìa spoil này dẫn đến hai thập bạc bì mà cần làm miền ấy sau cầm ao quát sau ấy cướp cướp máu bữa thả tí rồi tí nâng máu tí môi bắt tẹt tí tí bả để mà bắt tẹt cứ cầm nu bả để má cứ chìm lạ ấy bắt tẹt nâng cái cù nó lên chiang cái cù lơ cân nát để dương sơ sê bắt tẹt nâng bò nâng to bẹ bắt tẹt u u tới bò nâng to miền tây bắt tẹt ấy bẹ bò dù dù bà bọt ai tự xây bà bọt lúc mà sốt môn đi bà bọt hay đó là con vì sao mấy bạn hai bà bọt chăng mai mà bị bệnh nâng cái bọt cao chăng bạn hai bệnh bọt tạm bất màu bị bà tế bệnh thật nam bệnh thật cùng nụ hai mùi tiết bạc đề má bệnh đề kì chá lạ chân dì rù bà riêng lãng miền đầy miền trường cho bà lo đôi chì thu bị thơ mò bị spôn bị bê tông ngay chăng thầy thế chăng bệnh miền bị bạp nâng ao bà con này kê cu có đời kê chá lạ có đời kê chê tờ cu kê chê tờ chá lạ tê rư có giang nà nơi bê đài là bởi ông trông bởi sâu rùi priêm chá ra nát mô tì lẹ cả nạ bởi ông bê nô kê chùm rư priêm tăng phi mở rôi bầm bay priêm là hốt nâu sao ta bầm bà nẹ bầm bay nẹ chùm rư ơ tiết dư dư nâu sao ta mà nẹ lược đài mũi sao ta mán lược mà riêm đài phi mà nẹ đà lược mà riêm đài mũi cứ a nha cao đa nha lời thà bà ông múc tên nâng bán trả chiếc bà bột thấy nhẹ đôi tì xe phí nô kì thà bì phá lâu bởi nơi cổ cổng tía bàn chì sát đạch chạc bò bà nơi bà tư buộc bàn trả cao đàn nhẹ ọt thàn chẳng nghe khờ miền đây trả tầm mà múc tì bà ông nâng trả tầm mà múc bì bà rùa quát xùm lăng mươn lẹ cả nạ khơi như tầng ọ mà nụ ni mần mên mà nụ thò mà đà tìm mên lẹ cả nạ thay tì mà nụ xà mạnh đại chi mà nụ nâng trời ta trả đăng khai chữ cú kê anh từng ổn lưu bị phục lô cú lưu mà nụ tế phá đà ao bà con nói kê khơi lẽ cả nạ thay bì mà nụ xà mạnh nông ta kê khơi thay ở mệt khá bàn chì chiêng chiêng kê thư nâng kê thư rụp rẻ tam vô rụp nông hãy bờ nhôm nhết lọc bùa riêng đăng hãy bà nà con khám mênh chùm nón khói ọt đăng rụp rẻ bất nâng miên lẽ cả nạ ở mệt tế bà chăng miên đà bà con mà chả rịp rọp rạp mơ thả tao tập bụt dương nâng miên lẽ cả nạ thay bì mà nụ xà mạnh trong nà khá xông ni môn pháp hoàn tế cả sập phạt trẻ xa ma xàm phốc miên lẹ cả nạ thoái bị xếp xâm khán bì mà nụ dương xà mạnh nà thoái đòi lẹ cả nạ bày giang lẹ cả nạ tì mũi thoái đòi lẹ cả nạ tô rời xa lẹ cả nạ xàm xà phì bà cà đòi chùm nội tì tí thoái đòi bà áo miên à nụp chung chỉ lẹ bài sạch đòi lẹ cả nạ tì bấy bà ông miên nâu mèn cố mà rô cầm bầy nè thoại chân lệ nhuồn mê tha tê bạc xa ma xam phút đôi cho mà nụ dương xa manh đáy ọ tê tư thoại giang lì ai xôm tiên bạc xa sắp nịt môn trìa cầm nà ả rạch bà nê nì môn rìa bà rộp mà chó nhầm cầm nà chong bàn áp tạp bọt rư cơ chong bàn xâm lên bật mùi đà rìa bà rộp bì bà rê xa lẹ cầm nà xam xa bì bà kà nắng xa y khá hay anh úp chân cho nè bạch sập nóng à mạch khá hay rụp mẹng cùl mà rơi tùm bay nâng xây khá bơ mình chăm thằng ốc có dương trâu ta chết đăng khá bơ chăng xông bà con mà chá riêng rộp tầng bay lẹ cả nạ nâng ôi khá bọc khá bài mà chó đàm bay bàn dây ta sẽ đáp hóng nhóm cả nạ có bàn sẽ đáp xâm rạp dô đăng từ ngày rồi sẽ đáp bàn phà mán dô bà năng xông mà rạch tình yế bánh chanh mà hát tì rạch nộp bò ơi bà chênh mà hết rất nhiệt nhôm bà con mà chá ở lấy nhôm cà nà thma bà chênh nha bà chênh bàn bà mán vô bà nâng khóa khá bà mán đăng ta cà sọc nâng đi môn chùi bà thay một tiệt à lẹ cà nà hai thả bộ đầy xa lẹ cà nà xàm xà bì bà cá rồi bọc bè xà mà xàm phốt khó play chùm lấy gom bì mà nút xà mà nhờ chùn đây lẹ cà nà play xàm xà bì bà cá nút cư ti muối bè xà mà xàm phốt
miền tây bà bát tiền cú riếp xa mà và dưỡng bà chương nâng cả hình cả hôn xây cho xa mà đây và đào bà xa mà xa mốt xa mà lạc cả nạ tì phí trung bà bát bà ông tiền cú nâng miền rú con chắc bà có đau còn đập cống nâng chúm prôn tiền cám mùi bòn miền chân lọc xa mà khní cúp ăn lư đó chấm nay tì bấy cứ miền ព្រះបញ្ញហេគឺព្រះកែងព្រះកែងនឹងវែងបើចែកសរីរៈប្រភេទត្រង់នោះគឺមាន4ភាគគឺភាគខាងចុងព្រះបាទភាគជាព្រះបាទនិងភាគខាងចុងព្រះបាទមួយភាគជាព្រះបាទមួយភាគជាព្រះតណ្ហេទី4គឺព្រះអង្គុលីគឺម្រាមព្រះហស្តគឺម្រាមព្រះបាទវែងវែងចំណែកម្រាមព្រះហស្តទាំង4វែងស្មើគ្នានិងម្រាមព្រះបាទទាំង5នោះក៏វែងស្មើគ្នាគឺអត់មានវែងខ្លីទេស្មើគ្នាបើយើងនិយាយសាមញ្ញដៃក៏ស្មើម្រាមដៃក៏ស្មើគ្នាម្រាមជើងក៏ស្មើគ្នាណែដល់ចំណែកទី5មានផ្ទៃព្រះហស្តនឹងផ្ទៃព្រះបាទទុនលវុនដោយជាដុំសំឡីដែលគេព្រិចអស់100តងទី6មានព្រះហស្តនឹងផ្ទៃព្រះបាទប្រតាក់ដោយក្រឡាដោយជាសំណាញ់ទី7មានព្រះបាទដោយជាអណ្ដែតឡើងខាងលើហាក់ដោយជាមិនជាប់គ្នានឹងខ្នងព្រះបាទទី8មានព្រះចុងឃាគឺខ្នងវែងស្មងវែងមួយត្រលត្រលោត្រសោះបងស្រដៀងនឹងស្មងសត្វត្រីបើដឹងសត្វត្រីមិនទេញាតញោមចាស់ចាស់ប្រហែលជាអាចស្គាល់ពុំនោះសោតស្រដៀងនឹងដង្ហើមស្រូវទី9កាលបើត្រង់ឈរមិនអោនព្រះអង្គនោះចុះទេអាចស្ទាបព្រះជានោះគឺចង្គង់ដោយព្រះហស្តព្រះអង្គបានទី10មានព្រះអង្គាវយវៈដែលសំបីលះឲ្យកំបាំងដោយសម្ពុទ្ធិនៅក្នុងស្រោមប្រហែលដូចអង្គតំណឹងរៀងយ៉ាប់បន្តិចញោមដូចអង្គជាតិអង្គជាតិហើយនៃសត្វដំរីឬក៏ដូចគួឈ្មោលជាដើមទី11មានព្រះឆោវីវណ្ណៈគឺពណ៌សម្បល់ថ្ងៃលឿងចំណែកទី12មានព្រះឆោវីគឺពណ៌សម្បល់ថ្ងៃនឹងល្អិតផូផង់រលីងស្រលភ្លឺអន់លងដូចជាសម្បល់នៃមាសរអិលធូលីធ្លាក់ប៉ះមកគឺបញ្ជាប់ប្រាណរបស់ព្រះអង្គទេទី13មានព្រះលោមាគឺរោមគឺក្នុងមួយរុនដោះតែមួយតសៃឯងមិនអាចដោះពីរតសៃបានទេចំណែកទី14មានព្រះលោមាមានចុងរោមងឡើងជាតកេណាវត្តពត់ជុំវិញពេនឡើងខាងស្ដាំមានសម្បល់ខៀវស្រស់ដូចជាផ្កាអញ្ជាន់ទី15មានព្រះកាយត្រង់ដូចជាព្រះកាយព្រំទី16មានព្រះមាំងសាក់គឺសាច់7អន្លើពេញបរិបោព្រះមាំងសៈ7អន្លើនោះគឺត្រង់ខ្នងព្រះហស្តទាំង2ខ្នងព្រះបាទទាំង2ព្រះអង្គសៈកោដៈគឺចង្គួយស្មាទាំង2និងត្រង់ខ្នងព្រះខន្ធបប្រទេសគឺត្រង់កនិងសរីរៈប្រទេសទាំង7អន្លើនេះមានសាច់ឃើញកន្ធួល្អឥតមានឃើញសសៃតិចតួចឡើយទី17មានចំណាយកន្លះប្រកាយខាងដើមស្រដៀងនឹងចំណាយកន្លះប្រកាយនៃរាជសីត្រង់កន្លែងដែលគួរវែងក៏វែងគួរខ្លីក៏ខ្លីគួរធាត់ក៏ធាត់គួរស្គមក៏ស្គមគួររាវក៏រាវគួរមូលក៏មូលណែធាត់ស្គមវាវមូលសំល្អឥតមានឆ្កងចំណែកទី18មានចង់
ប្រទេសពេញបរិបូរគឺមានខ្នងពេញស្មើឥតមានចង្អោផតខ្នងត្រង់កណ្ដាលឡើយទី15មានទ្រង់ទ្រាយប្រកាយប្រហែលនិងបរិមណ្ឌលនៃដើមជ្រៃ គឺមានកាយនិងព្យាយាមប្រវែងគ្នាដោយជាជ្រៃមានប្រវែងដើមនិងមែកមិនលើសមិនខួសគ្នាប៉ុន្មានទេទី20មានព្រះខ័នព្រះខាត់ថាប្រទេសគឺកមូលសំទី21មានប្រាសាទមានប្រាសាទគឺតសៃល្អិតឆ្មាក្រៃលែងសម្រាប់ទទួលអាហារ រសអាហារគឺមានសរសៃយ៉ាងឆ្មាល្អិតប្រាំពីរជាន់ប្រជុំស្រោបត្រង់កសម្រាប់ទទួលនាំរសអាហារឲ្យជ្រួតជ្រាបផ្សព្វផ្សាយក្នុងកាយទាំងមូលឥតមានទើសតៈសំបីអាហារយ៉ាងតូចល្អិតប៉ុនក្របល្ងមួយក៏អាចជ្រួតជ្រាបផ្សព្វផ្សាយរាងកាយបានទី22មានព្រះអនុហនុ គឺចង្ការសន្តានស្រដៀងនិងចង្ការរាជសីពេញបរិបូរប្រហែលដូចជាប្រខ័នត្រង់ថ្ងៃ12កើតមកភ័យបីមានប្រតនតៈគឺថ្មិញ40កុតខាងលើ20ខាងក្រោម20ទី21មានប្រតនតៈរៀបស្មើមិនច្រប្រជ្រុះមិនច្រពឹសខ្ពស់ទៀត ដោយជាថ្មិញមនុស្សសាមញ្ញធម្មតានោះឡើយទី25មានប្រតនតៈចិត្តស្និទ្ធល្អទី26មានព្រះទាថាគឺព្រះចង្កូមទាំង4សស្អាតភ្លឺរុងរឿងជាពន្លឺនៃផ្កាយព្រឹកទី27មានព្រះជីវហាគឺអណ្ដាតល្មមល្វត់ល្វមល្វី ផ្លៃជាងអណ្ដាតនៃមនុស្សអស់ទាំងលោកទី28មានព្រះសូរសៀងគឺសូរស័ព្ទសំឡេងក្រោងក្រអៅដូចជាសំឡេងព្រះព្រំកាលបើបញ្ចេញវាចាលាន់ឮពីរោះដូចជាសំឡេងនៃសត្វការវឹកទី29មានព្រះនេត្រខៀវស្រស់ ត្រង់កន្លែងដែលត្រូវខៀវក៏ខៀវត្រង់កន្លែងដែលស្រស់ដូចផ្កាត្រកៀតដែលគួរលឿងក៏លឿងស្រស់ដូចផ្កាកណិកាត្រង់កន្លែងដែលគួរក្រហមក៏ក្រហមស្រស់ដូចជាច្បាត្រង់កន្លែងដែលគួរសក៏សផ្លាត្រចេះដូចផ្កាយព្រឹក ត្រង់កន្លែងដែលគួរខ្មៅក៏ខ្មៅស្រស់ដូចផ្លែផ្កាទី30មានដួងប្រច័ន្ទស្រស់ស្រដៀងនិងដួងភ្នែកនៃគោគឺមានដួងប្រណេតទាំងពីរថ្លាយងស្រដៀងនិងដួងភ្នែកនៃកូនគោសម្បល់ក្រហមដែលទើបនិងសម្រាលមួយរំពេចនោះទី31មានប្រអុណា ឧណ្ណាឡោមឧណ្ណាឡោមគឺរោមដុះត្រង់ចន្លោះព្រះភ្មូគឺចិញ្ចើមមានសម្បល់សក្បោះទុនលវុនដូចជាសំឡីចំណែកទី32មានព្រះសិរៈហាក់បីដូចជាប្រដាប់ដោយច្បាំងស្រីស្រាប់រុងរឿងដូចជាព្រះមហាក្សត្រដែលទ្រង់ នៅច្បាំងព្រះភ័ក្រអត្តន័យសេចក្តីនេះគឺជាបរិស័ទលក្ខណៈទាំង32ប្រការរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឯចំណែកអនុជញ្ជនៈ80នោះវិញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានសម្ដែងអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមានព្រះអរហន្តជាដើមបានចាចងក្រងទុកឲ្យយើងជាពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រួតជ្រាបដឹងតទៅទៀតថា អនុជញ្ជនៈទី1គឺមរៀមព្រះហោះនៃមរៀមព្រះបាទលឿងទី2មរៀមព្រះហោះនិងមរៀមព្រះបាទខៀវទី3មរៀមព្រះហោះនិងមរៀមព្រះបាទនឹងមូលទី4ព្រះអ្នកខាគឺក្រចកទាំង20មានពណ៌ក្រហមទី5ព្រះអ្នកខាទាំង20ងស្មើឡើងលើ
Tết lạng lư Tì phẩm mùi Bria nạc khá núp miên phò rô lông rô lướp Tì phẩm phân Có bria hoa Nâng bria ba Trút nâu khnóng bria mạng sạc Tì phẩm bấy bria ba tiền cú sma khnìa Tì phẩm bốn Ất bria a ca rắc đồng nà lọ Đô chia đồng nà nây con chân ạ chiệt Tì đọc Bria đồng nà lọ đô chia đồng nà nây rít chà xây Tì đọc mũi Bria đồng nà đô chia đồng nà nây hong Tì đọc phí Bria đồng nà lọ đô chia đồng nà nây cố ụt sập hẹ Tì đọc bấy Ká trung chô Nâng chiêng tư núc trung chô có bria bát Khang sát đám chiến tư môn tư mục Bà này ta rô ká đa rô bọc bria sà ma sàm cốt tay chiến chương khang sát đám tư mục Tì đọc bốn bria chiên nộ Toàn môn đul chung cung mu lọ bò rì bồ Tì đọc bám miên bò rì Bò rì sát chinh chân nẹ bò rì bồ cứ miên kệ rì giá Mìa giết sọ điên nâng sầy tê miền này thật kể để ra miền này chiết nó ấp miền sờ điên nó xây cứ pin lại cả nãy chỉ phọc tì đập vào muối bẻ nia phi cứ chặt mình không pho thấy mù lọ tì đập vào bẩn bẻ u tô cứ búa miền sơn than chơi tì đập vào bẫy bẻ u tô miền nam khmai vơi chiết đẹp cái nào vọt tì đập vào bún bẻ u ru cứ phơi Tiếng cú mù lọ, tì mà phây bè hoa, tiếng cú lọ. Mà phây mùi, bè ăn kia, vẹt dạ vẹt, thông tôi tiếng cuốn, miên chồng này, đó lọ. Mà phây bí, bè mang sắc, đài cua krak, cò krak, tì mà phây bấy, bè mang sắc, mần chruyên chriu, tì mà phây bún, bè sắc, sả rây rắc, cài tiếng ốc. Prasaccha ách rùi nâng bò chùi Đó nè, ọt miên bò chùi, ọt miên ách rùi ấy tê Bò sát mọt khay rồi luôn, đà mật ong Mà phây pram, phía cài là o bò rì sốt xóm khní đau lũng đắp Tiàng khàng lứa, tiàng khàng kraum Ti mà phây phà mũi, phía cài là o bò rì sốt tiàng ốc Prasaccha môn tớ tiàng buông, ti mà phây phàm phớ Miên cầm lăng chá ơn, ti mà phây phàm bấy Miên phía nia sách Cứ bệnh trò mọc phù Mà phây phẩm bốn sân than bệnh nia sẽ cạn lọ Tì xàm sắp bọc bộ bệnh áo Khàng kraum mần bàn chôn chanh chiêng khnìa trâm sma khnìa lọ Tì xàm sắp mùi Bệnh toàn tạc bò rì bố prasaccha môn tớ Tì xàm sắp phí bệnh bệnh toàn tạc xò Đôi xâm bò xăng Tì xàm xập bấy bà toàn tắc rồi linh xác mân cột mân cổ kriệt Tì mà phây bún Tì xàm xập bún Bà ân trí tiàng prám là o bò rì xót Tì xàm xập prám Bà chân công tiàng bún mũ bò rì bồ Xàm xập bà mùi vung bà phép Miên sân than vên xóm là o Tì xàm xập bà mùi Bà prang cư thú bò tiàng Cú phlư thla lọ sma khnìa Tì xàm sập bầm bấy anh chanh Bria hoa Miên sàm chữ Xàm sập bầm bún anh chanh Bria hoa Miên sàm vến Xài sập anh chanh Bria hoa Miên sàm trọng Xàm xài sập muối Anh chanh Bria hoa Miên sàm cỏ hòm rung rường Tì xài sập bí Rẹ smay bà cài ao phía Lư chia bò bà rết môn đồn Sai sập bầy Bẹt prang Bò tiàng cú Pinh cầm phung Nain bò rì bồ Tì sai sập bún Trọc bò bà nết Tu liêi vên là o xóm khnìa Sai sập pram bà nết Trọc cóp đòi Và sát tiàng pram Miên xó Chia đàm Ngạc sát bò rì bồ tiàng ốc Sai sắp bà mùi, chông sà say bà lùm mía tiàng lái, mần miên viết ngô. Tì sai sắp bà mùi, bà chân nà ha, miên sàn than đò lọ. Sai sắp bà mùi, bà chân nà ha, tôn mần rừng. Sai sắp bà mùi,
Bria thẹn nẹ cứ đọc tiếng cú miên sân than quên đối chia bọc cọp đối chia trọc bó và tôm mà chiệt sai ha sập rung vông bạc co miên sân than mũ lọ ha sập muối rồi biếp sở say tiếng buông slot lọ mình ban chuông chiều ha sập phí chua sở say tiếng lái chuông truốt nơi khnông bạc mang sắc tiếng ọ ha sập bấy bạc xây ra miên sân than lọ đối chặt cao ha sập buồn và đấy một đôi bệnh nê liệt liệt thạ cư thăng ngạc tù liêng về lửa môn xóm khỉa tì hà sập rám bệnh nê liệt miên sân than đó là ó hà sập rầm muối bệnh phẹp mù cư chánh cháu miên sân than là ó đôi đòn thân lũ đỏ cầu hà sập rầm phân bệnh lô miên trong bệnh phẹp mù miên sơ say đó là ất hà sập bầm bấy sơ say bệnh lù mía trong bệnh phẹp mù đốc lãng hời đuôn riết đau lùm đặc hà sập bầm buôn bệnh phẹp mù núc thông học sập bệnh phẹp mù núc vên phót chóng bệnh nệt tị học sập mùi bệnh cho vi văn là ất chma bình bệnh cài học sập phì bệnh sở rây ra cài rung rương tư đau sở rây ra học sập bấy bệnh sở rây ra cài mần áp sau mòn tái phư thla chiến nịch học sập buồn bệnh sở rây ra cài sọc thla đốt cá bột tôm mà chiến học sập phám bệnh sở rây ra cài miên sầm bò tôn luôn lộ vôn học sập của muối khăn bệ sở rây ra cài cỏ ốp chui đôi số con là chiệt học sập bầm bấm bệ lô mía miên sở say smart khnía tiếng ọ học sập bầm bấy bệ lô mía miên sở say là ất mà học sập bầm muối miên cho pas asasak pasasak đó là ất chặt sập bệ ao miên sân than là ó đôi chia nhiều nhem chất sập mũi khăn bệ áo đôi khăn cá ốc bò chất sập pí bệ kê sa khmai rồ lôn sral chất sập bấy khăn bệ kê sa cỏ ốc chngùi chất sập bún bệ kê sa miên khăn đôi chiếp cá cọc bò và mùl cướp cá chu chất sập pram bệ kê sa miên sẵn than mùl chất sập bò mũi bệ kê sa khmai sanat chất sập bầm bấy sợ say bệ kê sa chma là ật chất sập bầm bấy sợ say bệ kê sa slow mẫn cỏ nhành chất sập bầm bún sợ say bệ kê sa vớt chia tét kê na vọt bài sập là ó đau bệ rẽ smay lư chlóc lư bệ xảy ra nè nhóm lấy chọc lúc chân chỉ nè bài sập lấy nơi mùi này tiệt cứ và cứ miền cô mà rồi bầm bay sân khai bản năng tới chỗ miền rú lùm bên miền rú cảnh chọc cho lọc rú miền rú cá nôn xây chế đài ông ní nhóm bà cả ra nà riêng rộp mô bảo bản này khoa khá bà mán rư có sư trong bà bình cả lại ná xóm ai bà cả sọc chui xâm rùa sạch đầy xóm nị môn cái nà xóm ô bà con ná bà con chứ ông mà chắc ໄປຕະບັດຕະຍើងຕ້ອງອ້ອຄະນີ້ຈະແນ່ບູສສັກສາຮຽນປະພຸດທະສາສະຫນານີ້ແມ່ນປະນະຍើងສະກອລອັດອ້ອເດແມ່ນແນ່ຍົມສະກອລອັດອ້ອເດນະໃຫ້ຄອນະຍើងດັງແລັກນະຄະຄະຍົມເມືອຂ້ອງຍើងພອດຂ້ອງພະອັດພອດເດໃຫ້ມຽມໃດມຽມຈື່ງຍើងແວງໄຄແວງໄຄມຽມປະຫວາດລົບອັດແວງໄຄເດຄືສະມາທຳຕະມອງເຄີຍແລັກນະໄຄປີມະນຸດສາມັນໃຫ້ບໍ່ລົບຊໍສຽບຈະກົງບ້ານນະ hay cài lốt bẹt đào co chương thế cày bẹt đào co chương mà mốc xem khnề phò ông miền chìm hồ mòm na đào xa lẹ cả nạ phò ông phai bị xe chương mà nuốt xa mạnh nâng hơi bàn chỉ kê tiê mình khọt nô thay miền bật thọ chân dương sập ngày nẹt la thay thưa rụp bẹt ấy từ thưa khọt kê chong ai thưa rụp bẹt thưa đôi từ mà nuốt xa mạnh tới đào mơ lên mà bị phốp lốt mà nuốt na coi chăng đây từ khọt kê ấy thưa tới mà nuốt bị phốp lốt mà nuốt na coi chăng đây thưa đôi từ kê che mau chăm bay từ thưa ấy khọt vì mà nuốt xa mạnh
tam bất bệ mình men chi manu sa mạnh thì manu sa mạnh nâng miền cái này bệ chi manu ở cái này chi manu ban trạc đằng chẳng hai bờ sân chỉ dương gió rùa bệ nó mà thôi chỉ sa mạnh sa tầm lại bạt bong ca cổ rùa pi pru tha bệ chi miền lệ cả nã bị xét lại pi manu nâng hai ban cái cổ rùa chẳng manu chẳng tê và đa chẳng na chẳng ban chỉ dương nâng nom khniem mình tự tu do tam bị kê tê tu bây giang na thôi mình đôi mà rồi phía rồi có dương chi diêm tự tam ra chân na bọt đôi chỉ tự chi tròn ven hơi sợ là bà ông nâng cứ đôi miền bẹ khắp bang rồi sát chứ cứ sợ việc đó là biết chi miền bẹ khắp bang rồi sát chẳng được mong ai chấm nay rúp miền côn mà rồi bẩm bay nó cứ rúp nơi khôn ông bà là bà ông nâng miền khúc nhổm miền tăng pi rúp bà sát rúp trai miền rúp trai prạ rúp trai bịch rúp nôm bẹ sa mai phnom mình đắp hè phnom sát bờ phun miền tăng ao rúp nó đó là mà rồi bẩm bay rúp dương mà nay riệp rọp ai ao khôn ông tin đi bàn tê còn từ lướt sầm đai bên này đam bây giờ nhổm nhét bác nơi dịch đây chia thà và na chỉ đẹp là na bà ông dương miền lẽ cận vì xe giang nâng bàn kỳ tì đăng thà bà ông một tên nâng bàn tra miền trường của sma bát đại bát trường của sma là ông na bậc quân chi ông mà cha chi sinh nhà này mà nu ở cái lại chẳng bàn mía cần thì gì nó mà mía cần thì gì còn miền côn trai mùi xa ra hồi hồi đó là về nè miền nâng miền côn trai chỉ một mía cần thì gì nhiều nâng xa na na mà tận đăng của mình ao đây dương khơi là mồm dương uất thấu xa na sạch lăng phư bàn đàn miền nó dục lăng phư phì đừng bầm bét nè nhôm nè sao đâu mà lăng à? Nè na mà tự đăng con mình nói cho vì mình xong nâng con anh sẽ bật ta chia phục nâng ngày mỗi khơi bia hi nè bù nè sao đó nè bù nè xong khi nè mỗi con anh bữa bàn con anh chơi khi nè mong ấy ăn tự luôn anh kia mà tự đăng mà con mình nói cho khoát bia nè nâng sao này chạm dựng lực con áo nè nâng này chạm nâng này từ hai con từ hai bộ phần màu mà nè mày vừa nhóm rồi phải đẩy con dựng bàn á hả rồi vắn mà vô cầm đồ cam á sắp tới đào máu đó nằm từng côn sậy máu nằm từng mặt đài từng máu rồi bị hấp khơi bọn kịch tranh vì tình năng tới bọn tục nam chơi ngồi mùi đào rồi cho rồi láng ta đang thà anh ở đây chăm tình năng đã mới hấp khơi anh ở đây chăm tình năng sắp tới phổ phun nó rồi khơi nam chơi vay này ở về nam chơi này mình nuôi vô phổ phun này vô côn dương phổ phun này nam chơi mình nuôi ở cái này đã nam chương này nè mình nuôi ở cái này nè mình nuôi ở mà chụp bẹ đường không lô cây thế mình kêu mình cho con dương đi hả mai vì anh công ta chơi mình nuôi pro hả ở ta ban chụp phơi sáng tôi thưa đôi ta đừng chụp này đặt đầu mọt khla chứ anh công ta khoái sao ta rò khơi bẹ ni nơi ta này sao khơi nhảy mau sắc má dương ai cồn sắc má dương ai cồn thì mưa ta sùa nè dương nó ta vừa vào ngoài sắc nó bởi vì vô trong lúc xa mày à lời ấy à nâng ơ đôi thà mình ban xâm rạch đôi phụ phụt ấy dương miền thà đấy bởi vì vô trong phụt xôi thôi mà dây ơi ớt tê bọn xâm đành thôi xa đáp bọn xâm đành tư xanh tê hào ri rụp riêng cây tô tê xôi rụp cơ nực thang chứ xâm bốc này rụp ôi phì chà ra nà rư lư rụp riêng cây dương khăn ngụt tật tư phí bê ngay ngươi khá bài kì kì chê thăng cà là chánh khao à ư ấy bọc ấy bạch như phà lạ phà lô khô khăn mình lo mình xa mà lo hai dương hộp chô tư sạch là bọc chung ngươi là bọc chung anh chênh mà vinh sạch là giáp phà lo ná phà giáp mà lo hai mẹ sạch đập thua bê nó à tục hình mà đài nâng sạch đập dô khăn ông cà xe thua xâm rạch mẹ phó đó là nà kia nó nhôm rì ai con srei sạch băng khôn ai như rụp sạch khăn phía chôn cùng nôm dù mùi phía bà đau ta ư ai à tục mà đài sạch đập đó là nà kia chẳng nè nhôm mơ cái đấy ai ban tục mà đại từ bùa từ cồn nên cái vô từ nhà sát đặt nó khơi nó sát nó từ tua vô từ phần ti bẩm phật niên nó từ thơm từ ba bậc cam rồi riêng bẹ ti bẩm phật rồi tục giang về từ niên từ nít lược lang ti lẽ cả nã tòng khỏi nơi kia cái lấy khơi cái tham manu ở cái lẽ ao bậc cồn nào anh chẳng ban dương non khnhiệt bình cho nơi phần lẽ cả nã co sang tam bài nâng tới ti và đã manu chẳng lái cái châu một can ban dương áp sai nâng bật đất khla quạt ra chiều tha ti bẹ na thưa trầm trời tam lẽ cả nã nâng nó à mà nụ tì bà đà nó chung bình nâng mọc căn phía nâng á đôi thà dừng hai tam phía xa khám ai thà bà rà mây ấy chẳng á tam bất chỉ rất âm ná chỉ bà tì bà đà à mà nụ mọc căn phía nâng bàn chỉ là bày phía vọt nì bà kè phía vọt nụ bà kè nâng mò bì ấy mò bì phía kì thua trời thẳng khá nà dè phía con mà chá ô phía con ná phía vì nấy có nâng bánh chọc bà nè à rật tà nìa bà nìa kà thai tăng buôn bà ông sau sát chế nơi bát bệ vị này ở lưỡi cực cực kềng kềng đôi nghĩa lên tất tường sau mà đặt tên này